Mọi phụ nữ đều muốn có hàng lông mi dày hơn, dài hơn và quyến rũ hơn, nhưng nếu sử dụng mascara không đúng cách có thể khiến lông mi của bạn bị dính cong không như ý, không đều và trông không tự nhiên. Hơn nữa nếu không cẩn thận thì khi bấm lông mi cong bằng kẹp sẽ làm đau mí mắt. Nhưng The Day Best Buy đã có Spinless, loại mascara được thiết kế độc đáo với trục xoay tròn chạy bằng pin giúp hàng lông mi quyến rũ mà bạn có thể chưa bao giờ thấy trước đây. Chiếc chổi xoay tròn hoạt động nhẹ nhàng theo hai hướng giúp hàng mi của bạn trông có vẻ dài dày và tự nhiên hơn chỉ trong vài giây. Tôi đã thử nhiều cách để cải thiện làn mi của mình nhưng chưa thấy kết quả khả quan cho đến khi tôi sử dụng Spinless. Sản phẩm này đã cho tôi hàng mi trông lôi cuốn, giúp tôi tự tin hơn với đôi mắt của mình. Với loại mascara thông thường, nếu bạn không biết cách chải sẽ làm lông mi dính vào với nhau và không thể tách ra được. Riêng Spinless được thiết kế với trục xoay tròn sẽ tách rời từng sợi lông mi, giúp dung dịch mascara có thể ôm lấy từng sợi mi, khiến những sợi lông mi mỏng nhất cũng trở nên dày, dài và đẹp hơn, trông thật quyến rũ. Rất dễ dàng và nhanh gọn, hàng mi của tôi trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn hẳn. Loại mascara này thật tuyệt vời chị ạ. Mascara Spinless có chứa thành phần sáp ong, một dưỡng chất tự nhiên tuyệt diệu cho mi. Sản phẩm độc đáo và tiện dụng này nên có trong bộ dụng cụ trang điểm thường ngày của mọi chị em phụ nữ chúng mình. Còn chần chừ gì nữa nào? Hàng mi của tôi trông trở nên dài và dày hơn hẳn, chúng được tách rời nên bạn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của tôi luôn được trau chuốt hoàn hảo sau mỗi lần sử dụng. Tôi rất thích sản phẩm này. Chút mi với bộ sản phẩm Spinless có thể thay thế cho cả bộ mascara thông thường của bạn. Bạn có thể cùng lúc chuốt hàng làm cong và tách từng sợi mi và đem lại cho bạn hàng mi cong vút quyến rũ mà bạn hàng mơ ước. Đặc biệt hơn nữa, trục cuốn mi của mascara được hoạt động bằng pin thông thường rất tiện dụng. Hiện tại chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi mua một tặng một. Bạn sẽ sở hữu thêm một sản phẩm chút mi Spinless nếu gọi sớm ngay từ bây giờ. Bộ sản phẩm còn được tặng kèm một chiếc gương trang điểm thật dễ thương và tiện lợi. Mọi phụ nữ đều muốn có hàng lông mi dày hơn, dài hơn và quyến rũ hơn, nhưng nếu sử dụng mascara không đúng cách có thể khiến lông mi của bạn bị dính cong không như ý, không đều và trông không tự nhiên. Hơn nữa nếu không cẩn thận thì khi bấm lông mi cong bằng kẹp sẽ làm đau mí mắt. Nhưng The Day Best Buy đã có Spinless, loại mascara được thiết kế độc đáo với trục xoay tròn chạy bằng pin giúp hàng lông mi quyến rũ mà bạn có thể chưa bao giờ thấy trước đây. Chiếc chổi xoay tròn hoạt động nhẹ nhàng theo hai hướng giúp hàng mi của bạn trông có vẻ dài dày và tự nhiên hơn chỉ trong vài giây. Mascara Spinless có chứa thành phần sáp ong, một dưỡng chất tự nhiên tuyệt diệu cho mi. Sản phẩm độc đáo và tiện dụng này nên có trong bộ dụng cụ trang điểm thường ngày của mọi chị em phụ nữ chúng mình. Còn chần chừ gì nữa nào? Trên đây là chương trình giới thiệu sản phẩm chút mi Spinless do công ty Best Buy cung cấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ công ty Best Buy theo số điện thoại hiện trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn của Best Buy. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin vui lòng liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh 0854444444.